Ủa sao buồn vậy? Ủa? Xin ăn khiếu à? Ăn khiếu là làm sao? Làm sao? Ăn khiếu là cái gì? Thi năng khiếu là thi cái khả năng của mình á, cái sở trường của mình á. Sở trường? Sở trường tôi là gì? Sở trường của bà là gì bà không biết sao hỏi tôi? Để tôi về tôi hỏi má tôi là tôi biết liền à. Trời đất ơi, bó tay. Thì gì? Đi đi. Sở trường mà không biết. Thì suy nghĩ lại mấy đợt. Cái sao? Cái đồ sức sự liếc liếc có ngày cũng lòi hai con mắt ra. Mọi người ơi, nên né qua cho Anna có bạn thông báo một chút xíu nào. Má, má giúp con đi má. Con không biết bây giờ thi năng khiếu, con phải thi cái gì nữa. Coi con muốn thi cái gì? Con không biết luôn á. Thiệt tình, bây giờ thi năng khiếu, thi cái gì bây giờ? Ê, không thôi mày nấu ăn đi, má dặn cho. Nấu ăn hả? Ừ. Thôi, con biết nấu ăn đâu. Nãy giờ con cũng làm phụ má, con làm đại á, chạy không à. Trời ơi, hèn gì nó làm đại mà nó lật tầm bảy, tầm bả hết trơn. Trời ơi, đây nè. Con không biết làm đâu. Phụ má, biết gì làm cái đó à. Lại nấu ăn cực lắm má ơi, nóng nực rồi dầu mỡ nhăn, trời ơi, đau chết luôn á má. Thôi không được đâu, cứ suy nghĩ giùm con cái khác đi má. Tự suy nghĩ đi. Thiệt tình luôn á. Má này, con suy nghĩ á, lâu thì còn lâu rồi, mà không biết giờ phải thi năng khiếu gì nữa. Thôi, em đừng suy nghĩ nữa. Anh lấy suy nghĩ giùm em hả? Suy nghĩ chi cho nó mệt đầu em. Sao vậy? Anh thấy trước giờ em đâu có sở trường gì đâu mà suy nghĩ. Nghe cái lương mà cũng phê được vậy luôn hả? Thì sao? Mà nhà mình ngộ lắm nha. Cái dòng điệu, cái giai điệu cái lương mà nó nghe nó thấm gì đâu. Chọt cái giọng mà vô thấy nó tào lao liền. Ba má là vợ chồng không giống nhau gì nữa. Sao giống nhau vậy? Má thích nghe cái nhạc, ba thích nghe cái lương. Nghe kỳ không? Ui, bà cái cây nhạc tào lao mà không nghe cái gì. Cái lương người ta nghe nó âm hưởng, nó nghe nó đã. Bà, hỏi nè. Cái gì? Bà vô bị ôm á, là trong đó nó cũng ở cái lương vậy luôn hả? Trong nhà tao ghét, tao cấm mày nói hai chữ bị ôm rồi mày. Ba không thích con không nói thôi. Nói chữ nào được, nói mày lỡ bà nghe rồi sao? Đâu rồi, tào lao hả? Tự nhiên đi vô bị ôm kêu mở cái lương rồi sao hả? Bây giờ mình có mã nha, bây giờ cứ mỗi lần một con nói tới là kêu xe ôm đi mua bia hơi là biết con đề cập tới vụ bị ôm nha. Ha, ví dụ như hỏi nè, ba, hôm qua ba đi kêu xe ôm mua bia hơi đúng không? Đó. Nha, hợp lý không? Lấy không? Vậy thì mấy mốt mày mê đá gà, tao phải kiếm mật khẩu tao nói chuyện với mày luôn. Thì kia là lấy cái xe đi mua nước đá về chấm thịt con gà. Nói vậy, nghe kỹ một á. Kệ okay, nó, miễn sao có chữ đá gà được không mày? Không, bác dậy hoài mệt quá. Mệt vậy đi kiếm đôi giày mày. Đi á. Kiếm đôi giày không đi chơi á, tối nay đừng chờ cửa nha. Trời nghe nữa hả? Đi á. Đó, hát mà giọng văng vẳng như vậy mới hay nè.
đó, âm thanh giảm xuống nhẹ nhàng. Rồi khúc này vô nè, vô khúc này mới đã nè. Trời ơi. Ủa? Trời ơi, thầy Hưng, trả điện thoại cho tao. Trời. Gì vậy? Như cô còn. Như còn nghĩa ba bố hả? Trời ơi, mấy cái đó rõ chơi dữ lắm à. Ê, vậy đúng rồi. Vậy tất cả những đó là sở trường của mình rồi. Đem đi thi lặng cắt luôn. Ông ơi, tôi còn cười quá đi. Nè ngon à. Đây mở cho. Mở giùm cho. Anh đi đâu đây? Qua gặp nói chuyện với Trân. Ai thèm nói chuyện với anh? Tôi thích nói chuyện với Trân vậy thôi. Thích gì? Hả? Nè, không phải là tôi tiếc mấy lời nói với anh, nhưng mà tôi cảm thấy nói chuyện với anh không có bổ béo gì trơn. Thì đâu có bổ béo gì đâu mà. Để tôi khoái vậy. Vậy mà anh cũng khoái rồi hả? Khoái chứ. Không khoái vậy thôi. Tại Trân đẹp. Cái này cũng biết. Thì giọng giọng nói cũng đẹp nữa. Cái đó ai cũng biết. Thì nhà cũng đẹp, nhà cũng đẹp. Cấp gì? Phải nói chuyện thôi mà, đâu có cần phải lạnh lùng như hoài đâu. Không phải tôi lạnh lùng, mà tại vì ai biểu anh là anh trai của đối thủ tuần chi. Ê, cái này ngộ nha. Cái này tôi đâu có chọn được đâu. Cái đó là sinh ra là vậy rồi mà tôi đâu có chọn được. Tôi hiểu, cái này là anh không thể chọn được, đúng không? Anh không có quyền lựa chọn, đúng không? Mà tôi có quyền, tôi không thích nói chuyện với anh đó. Làm sao? Tại vì không thích chứ sao? Tại sao không thích? Thì tại vì không thích chứ sao phải vậy thích? Không thích vậy thích. Trân! Sao kỳ vậy ta? Đi hỏi hết cả nhà không ai biết khả năng của mình. Ủa lấy gì thi? Này, ông hai khiến ông nói mình có cái giọng nói ngọt ngào. Không phải. Ba mẹ mình hay nói cái giọng nói của mình là chói tai. Nói chuyện mà giống như là đinh, giống như tường. Phải không ba? Có khi nào ông mê mình rồi ông nịnh mình không? Thôi, dù sao đó cũng là một cái khả năng. Phải điện thanh tận dụng đi. Một, hai, ba, bốn, bốn, ba, hai, bốn. Một, hai, ba, bốn, bốn, ba, hai, bốn. Em xin nè. Em tên gì? Dạ em tên là Thu Phong. Thu. Khả năng của em là gì vậy Thông? Thu Phong anh. Tại vì anh nói tiếng Việt chưa có rành lắm. Anh sống ở bên nước ngoài về. Khả năng của Thu Phong. Dạ khả năng của em là nhảy. Wow. Nhảy đầm hả?
anh nói cái gì vậy? Thời buổi này ai mà gọi nhĩ đầm nữa, thời buổi hiện đại rồi. Ở bên đó tôi sống người ta gọi là nhĩ dance pop. Em định nhảy dance pop à? Dance pop à? Không, cái đó là anh nói qua cái từ khác rồi anh à, anh đừng có nhắc lại. Em có khả năng nhảy dance pop không? Dạ, em nhảy mà em biết nhảy dây nè. Em biết nhảy con nè. Em biết nhảy bố. Thiệt như là hồi nhỏ em chơi, đứa nào mà chơi lại em mới sợ đó. Em chơi điểm của điểm. Được em rồi. Chơi giỏi đó. Được rồi em. Về được nhà. Được ha anh. Về nhà em được. Về nhà nhảy. Cái nhảy cứ đó mà nhảy cái gì? Khoan em đừng về. Để anh khi nào phường có tổ chức hội khỏe phụ động thì anh sẽ mời em tham gia. Chắc em đăng ký lộn rồi phải không? Tôi quên đó. Tổ chức hội thao. Cho em đi vô nhảy bao bố. Em nhảy bao bố ha. Hả nha. Em đi xuống đi. Cảm ơn em. Biết vậy khỏi kêu giới thiệu tên. Trời ơi. Khu bông sao mấy cái khu trong phường. Chương trình tiếp theo. Lại đây, lắng nghe tình yêu này. Cứ để bao la thở dài, em sẽ thấy nụ cười trong mắt tôi. Lại đây, khi có tiếng anh thấy mệt nhoài, cho nhau bao nụ cười. Quên đi bao chuyện buồn. Bên nhau hát khúc ca tuyệt.